trải qua những giây phút nhận biết sáng tỏ rồi lựa chọn và dấn thân như thế nào, được ơn Chúa là sao? Bạn chia sẻ cho những người trẻ ngày hôm nay, bạn cho biết bạn tên là gì, bạn bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ thưa cha và công đoàn, con là Nguyễn Thị Hà, con đến từ quận 7 ạ. Con đang làm ở Hiệp Phước. Con đang làm ở Hiệp Phước ạ. Làm ở đây ạ? Làm tại Hiệp Phước này. Bạn làm về cái gì? Dạ con có cửa hàng xe máy Honda. Cửa hàng xe máy ở Hiệp Phước. Rồi, bạn đã tạm gọi là thành công trong chuyện kinh doanh. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của bạn, thì bạn đã cảm nhận được ơn của lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa Chúa, cách đây trước Tết con có bị bác sĩ nói là con bị ung thư tử cung ạ. Sau con đến lòng thương xót Chúa thì bây giờ con xét nghiệm lại và con không còn bị ung thư tử cung nữa. Hallelujah. Hallelujah. Các bạn đi cao kêu quạt lên rồi. Hallelujah. Đây là một người bạn trẻ mà bị ung thư tử cung và đến với cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã không còn căn bệnh ấy nữa. Rồi sao bạn biết được giáo điểm tin mừng dù ở Hiệp Phước nhưng mà có nhiều người chả biết giáo điểm tin mừng mà đến cầu nguyện. Bạn đang ở Hiệp Phước, bạn thấy giáo điểm tin mừng ở đây như thế nào và bà con ở đây nhận xét về giáo điểm tin mừng ra sao? Bạn có nghe bạn nói lại cho mọi người biết. Dạ con ở đây thì con rất nghe mọi người nói rất là nhiều, nhưng mà tại vì con thì ngoại đạo nên là con cũng không có như là cũng không có nghĩ đến là con sẽ đến đây. Nhưng mà sau rồi đó con bị bệnh thì mọi người thì khuyên con thì hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa ban ơn cho. Bạn đạo gì? Dạ con đạo Phật ạ. Một trong tay thật lớn thưa anh chị em. Con lên lên. Chúng ta thấy là có những người làm môn đệ của Chúa mà đã bỏ Chúa, có những người đạo Công giáo mà đã bỏ Chúa, nhưng lại có những người bạn trẻ là đạo Phật mà nghe người khác khuyên mà đã có một sự lựa chọn. Bạn đã phải suy nghĩ, bạn phải nhận xét coi lời khuyên đó đúng hay sai và nên hay không nên. Và bạn đã thấy rằng đó là lời khuyên đúng đắn, bạn đã nghe theo lời khuyên ấy, bạn đã đến đây, quyết định của bạn ấy là có tin hay không tin. Vì nếu mà bạn đến đây bạn không tin thì không có chuyện gì xảy ra cả. Và bạn đến đây bạn đã tin, bạn đã cầu nguyện và bạn đã được chữa lành. Đây, một người Phật tử mà bên đạo Phật, bạn có biết ngày hôm nay là lễ gì không? Dạ, lễ Vu Lan ạ. Vâng, lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ bên đạo Phật, bạn gọi là để làm cái gì, bạn chia sẻ cho mọi người. Để nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành ạ. Vâng, và bạn có biết là đạo Công giáo chúng tôi, luật của Chúa chứ không phải là luật tự nhiên nữa, là trong giới răn thứ tư là thảo kính cha mẹ. Những người trẻ như bạn, như các bạn trẻ đang ngồi ở đây, nhớ đó là luật của Chúa, không phải là luật con người đặt ra. Và Chúa dựng nên con người có cha có mẹ. Chính Đức Giêsu cũng đã làm người trong thân phận con người. Trong mầu nhiệm nhập thể thì cũng có mẹ là Maria và người cha nuôi là Thánh Giuse. Và Chúa Giêsu đã sống suốt 30 năm hằng vâng phục cha mẹ. Dù là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận làm con của con người. Anh chị em thấy một cái sự dấn thân, một cái mầu nhiệm nhập thể tuyệt vời như vậy. Và Chúa đã nêu gương, cái tấm gương của những người con hiếu thảo với cha mẹ. Và mời gọi, và không phải mời gọi mà truyền buộc cho tất cả mọi người là phải hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời, chứ không phải chỉ là cầu cho lúc bố mẹ mình chết rồi mới cúng heo rồi gà qué, cúng đủ thứ. Mẹ tôi vẫn bảo lúc chết thì chẳng cho ăn, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì lại làm văn tế ruồi. Lúc đó heo gà dân cúng, con nào nó hưởng, con ruồi nó hưởng, con người làm gì mà được hưởng cái của đó. Tôi xin tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Và bạn còn cha mẹ không?
Dạ con còn mẹ. Còn mẹ, vâng, xin gửi lời thăm mẹ của bạn nha. Tôi cũng còn mẹ, nhưng mà ngày hôm nay tôi chẳng có giờ để mà về thăm mẹ của tôi. Mà tôi có về, mẹ tôi cũng bảo mày lẹ lẹ đi mà về giáo điểm thì mừng. Còn bao nhiêu bà mẹ đang đợi mày ở đó. Mẹ tôi là như thế. Rồi một tràng pháo tay để tôi chúc mừng những người còn mẹ ngày hôm nay. Xin mời bạn.